ពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានមុខម្ហូបថ្មីប្លែកចម្លែកឲ្យបងប្អូនមើលទៀតហើយចម្លែកសម្រាប់តែខ្ញុំទេបាទថ្ងៃនេះគឺថាមានមាន់មួយម្ដងទៅយកទៅធ្វើម្ហូបអីទេបាទឥឡូវនេះកំពុងអង្គុយគិតកំពុងតាំងគួយឆ្កល់ម្ដងថាមានមុខម្ហូបអីប្លែកថ្មីឲ្យបងប្អូនទស្សនាបាទអឺនេះហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តារង់ចាំទស្សនាតទៅនេះតខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងយកមាន់នេះទៅឆាស្កោឬក៏ជាតិអាំងអ្
nhóm bát ngay đi bà miền mòn muối nó cứ tha mòn sai xuất tay em đang mòn chập nồng thì hành trong khu này nắng ấy để nó cứ tha dùng đâm tâm nhọt trong lòng của cụt mòn này hành đánh đạ bà ấy mục mà hộp dùng đi bằng ổn cứ tha play chấm like bên đây miền thì miền chấm non trường thả mòn sờ vắng bà mòn sờ vắng ấy để nó cứ tha có bông tập xăm cương mà xăm cương đạ nhọt trong của cụt mòn mà cương xăm với cái miền tấm sọc crôi mà đến mà ấy nâng lật cây mới tiết mà biển toàn đạn nó lấy cái phung ra nâu bay bay ra ngay mà nè mà nè dương chập đầm nhọt lật cây cho lấy bà ấy mà lại với người ta miền spay sọ spay spay đầm luôn này mà đầm cái bài lâu cái bài tiệt nâng tam đáng ấy đi dương ban rồi chỉ rồi mòn này mà nè cái phung sợi sợi năng mày đạn đã đấy là mòn thì vắng mà nó bằng phôi đang người vô thử mấy thế cứ vô đôi vô đốt chẳng ấy dùng miên thì vô chạy trọp bị thằng cao ống ôi lật cây nó cứ thật trọp bị thằng cao ống cầm bị sỏi bạt bà ấy đây đây là chập đầu mà ấy nhọt cho lại dùng chạy dương nếu vừa cây lại bằng phôi chăm mưa lật tập hal nó bị chênh màu để bị chân bà đi hướng bạt bạn như vậy là rồi rồi lại bà ấy cứ đường xong miền tức chạy tức sĩ yêu sò sò ấy thèm khèm sẽ bớt bà cà bông thì bà đột ấy rồi đi bà bảo bọn tỏ tôi mưa cả thưa tạm đó bà này bộ chập đờ mà ấy riệp chòm sách đã lừa cho nắng có mùi phí sao vào bà mòn mùi cái thầm mà cà bông nắng chứ ân sách tạm đó bà đi được anh đời đã bị lời bà là ôi cái hộp nhà bà thì quý thọt bà đón bà thả hộp luôn ấy ở đẹp căn camera mà à lâu đấy thả mưu sinh ảnh lặng cho bà mò mà mọt được cái thả đạt đôi cái rộm chẳng bà ừ rồi bà bố có ngon là ấy cho bà mòn xuống vâng chẳng dưng hộp tôi xuống vâng đấy ở thì bà mà có bóng là ở kịp trường thương mình cho bà đi rồi sáng anh mai sáng anh ao sáng anh đầu tai sáng anh nhật mà mưa tầm mót tầm bia thôi đang hay nhót phút phút rồi bay nhom nè à tha thì bài được ta khi tức mót cái kẹt cái trâu cái trọc cái chả mà tầm bia vô nhót bay phút mà bà lè nó người ta mua mới nhót phút mà ắt thế mưa tao đồ ắt lu bà lè phá lên bộ tô là sạch mọt ơi ai đã tha đây khôi ba đây kìm chồng chồng cha rồi bây nhọt lần lần to thế là lụp ai cha tổ tiền mới khám khám ơi ai ăn cứt đã tha đây quy lý từng bọn to thế đó bà lại người ta đồ ăn bao chăng to ừ thì dầu chay mà lụp ủa mưa tao tụt nổ xung quanh mà bao rồi ắt lúc bà lai tô ra sách anh khôi đã thọt cái bàn anh chụp ra hết chụp cầu như thầm tập bắn đăng tế bị đầu khuyên nhóm bàn bà rô cái này thư lấy khơi ấy vừa một hộp rô lùi tinh bàn mà bà bài đó làm gì